Quý vị đang cùng với chúng tôi qua chương trình Mỗi Tuần Một Vấn Đề. Thưa luật sư Lân, về anh Bùi Mạnh Cường cũng giống như tiến sĩ Tuấn Nguyễn, có nhiều cái dư luận cho rằng cái nguyên nhân mà có thể anh Bảo Nguyễn thắng cử và nhờ sự giúp đỡ của liên đoàn của Sở Cứu Hỏa, công đoàn của Sở Cứu Hỏa là khởi đi từ cái vấn đề từ chức resign của ông David Ballack, là người chief fire của Garden Grove. Và sau đó thì cái vấn đề báo chí đưa ra cũng như nhiều tin tức cho rằng là ông này đã resign nhưng vẫn tiếp tục collect tiền lương trong vòng 2 năm trời, mà liên đến một cái số tiền có thể gần tới 400.000 đô la tiền của thành phố Garden Grove. Thế thưa luật sư Tâm, luật sư là luật sư, thì cái vấn đề mà khi mình thành phố tuyển chọn một người rồi fire người ta ra, thế tại sao còn cho người ta lại lương nữa thưa luật sư Lân? Có nhiều cái diễn tiến khác nhau. Cái vấn đề mà từ chức của ông trưởng cứu hỏa đó, nó xảy ra trước ngày bầu cử, nhưng cái đó không có giúp anh Bảo. Cái chuyện nó giúp ông Broadwater nhiều hơn, tại điều đó xác định rằng ông này bị từ chức, bị ép ra, rõ ràng ông làm cái gì sai, cho nên người mà hỗ trợ anh Bảo thì anh Bảo bị thiệt thòi vì cái chuyện đó. Nhưng mà chuyện đổ bể ra đó là khi cái người cảnh sát trưởng về sau này, sau ngày bầu cử, họ mới phát giác ra là họ có cái thỏa thuận mà thành phố phải trả tiền, phải cho công ăn việc làm, vẫn tiếp tục trả tiền cho cái người này phải ngồi không mà vẫn lấy tiền, nhận tiền lương. Cho nên cái đó là cái, nhưng mà cái chuyện đó đổ bể ra chỉ sau khi ngày bầu cử thôi, cho nên cái vấn đề nó không có ảnh hưởng, giúp ích cho cái vấn đề đắc cử của anh Nguyễn Quốc Bảo. Thế thưa anh Bùi Mạnh Cường, anh là người thân cận với những vị dân cử, thế những người nào đã quyết định vấn đề ông David Ballack resign mà vẫn tiếp tục lãnh lương, có nhiệm vụ phải nói cho người dân trong thành phố Garden Grove biết vì sao họ làm như vậy không? Tôi theo sự hiểu biết của tôi đó, tất cả những câu chuyện nó xảy ra đó đều có hợp đồng mà chúng ta không được biết. Quý vị nhớ là 5 vị trong dân cử trong hội đồng thành phố, bên cạnh đó còn những người cố vấn khác, có những luật sư ngồi sát bên cạnh đó. Khi mà làm bất cứ việc gì nó đều phải theo cái cố vấn của luật sư. Từ đó ra thành ra chúng ta ở ngoài chúng ta không biết, chúng ta thấy vô lý quá, thằng này nó ông này ông sắp bị nghỉ mà sao cho nhiều tiền quá. Quý vị, tôi đã thấy nhiều trường hợp mà nhưng cái câu hỏi của tôi, chúng tôi không có nhiều, thì giờ ông là người có những cái kinh nghiệm nhiều trong với vị dân cử trong hội đồng thành phố, ông nghĩ rằng những người nào quyết định mà cho ông David Ballack được nhận cái tiền sau khi ông resign trong vòng 2 năm trời, con số nó lên tới gần tới 400.000, họ có phải nói cho công chúng biết cái điều họ đã làm không? Cái đó là cái tôi, như tôi nói với anh, là cái hợp đồng, thì bây giờ nó thi hành cái hợp đồng đó và chỉ có nghị viên thành phố cũng như thị trưởng có quyết định cuối cùng. Nhưng cuối cùng là tôi, nếu tôi không làm cả 5 người cùng chấp thuận cả không, thì tức là người ta thì, theo cái luật thì nào đúng anh Bùi Mạnh Cường nói đúng là chính là hợp đồng thi hành, nhưng mà trên phương diện bề ngoài là một công dân ở ngoài, tôi nói cái vấn đề này sai, tại cả hoàn toàn thể hội đồng thành phố phải chịu trách nhiệm. Thì không ai được gọi là thuê mướn nhân viên, bây giờ là đi tiếp tục trả nhân viên họ làm để không làm cái gì hết, cái đó là chuyện hoàn toàn sai trái. Tôi không biết rõ chi tiết là gì, tại sao phải làm như vậy. Nếu họ làm như vậy, tôi nghĩ phải có lý do họ che giấu cái gì sai trái đó để mà ém đi, bịt miệng này, để người cảnh sát trưởng, người chủ huy trưởng này họ không tiết lộ cái bí mật nào đó mà họ cần mua chuộc cái chuyện đó. Tôi nghĩ có thể là chuyện như vậy, cho đến như này tôi không có biết rõ chi tiết là gì. Từ bây giờ bên ngoài, dùng mà từng trình hội đồng giáo dục, tôi biết rõ những cái chuyện mà khi mà mình không có nên dùng cái tiền lương, tiền người thuế, người thọ thuế mà đi trả cho một cái người nhân viên, cho thầy cô giáo, cho giáo hiệu trưởng để mà không làm gì hết, cái chuyện hoàn toàn vô lý. Nhưng mà thưa luật sư, chắc phải luật sư, phải nhờ luật sư, vì là luật sư là luật sư. Thế thưa luật sư, mà khi nếu ông ta không có làm gì sai thì mà mình fire ông ta đi thì ông ta mới thưa kiện. Còn ví dụ như ông ta làm sai thì mình được quyền fire ông ta đi, phải không thưa luật sư? Nhưng mà nếu ông ta không gì làm sai thì tại sao lại fire ông ta đi làm gì? Để cho người sai. Khi một người nhân viên cao cấp họ không làm gì sai, có nhiều lúc thành phố cần phải cho nghỉ, cần phải trả tiền chuyện đúng để mà đỡ mất cái rắc rối hơn. Nên nhớ là cái định nghĩa sai trên pháp luật nó khác với định nghĩa sai không phù hợp với chính sách của mình. Thành ra cái chuyện mà một cơ quan chính quyền cần cho người này nghỉ việc, trả cho họ, nếu mà thuê họ 3 năm còn 2 năm trả cho họ tiền lương để họ đi phước đi, cái đó nhiều lúc cũng là chuyện tốt cho thành phố. Chỉ có nếu mà trả hơn cái đó nữa, thành ra chuyện mà cho họ nghỉ việc trả tiền cho họ không phải là chuyện gì bất bình thường hết, nó là chuyện rất bình thường. Nhiều lúc cần phải làm như vậy để tiết kiệm nhiều tiền hơn để trên đường dài của với thành phố.
Tuy nhiên trả cái tiền như thế này, rồi trả tiền để cho ngồi đó, ngồi ăn không ngồi rồi mà vẫn đánh lương, cái đó là chuyện rất là hoàn, tôi nghĩ rất là phi lý. Tiến sĩ Tuấn Nguyễn nghĩ sao về cái sự kiện đó? Theo chúng tôi thì mọi chuyện xảy ra gọi là behind the door, giữa hội đồng thành phố Cam Ro và người thị trưởng hiện giờ, thì họ có là người đặt luật trong thành phố thì họ có thể quyền làm bất cứ điều gì, và đây là một trong trường hợp đó. Mà theo chúng tôi biết thì họ tạo ra một cái chức vụ mới cho ông David Ballard, gọi là Safety Officer, nghĩa là một người coi về an toàn. Yeah. Đó là một chức vụ mà họ đặt ra có thể là không có trên thực tế. Thì họ có thể làm bất cứ điều gì để mà họ vẫn kiếm tốt trả lương cho ông này trong 2 năm. Bây giờ đi đến anh Bùi Mạnh Cường, thế thì cái sự mà bất tín nhiệm qua cái cuộc bầu cử vừa rồi của ông Bridgewater có xứng đáng không thưa anh Bùi Mạnh Cường? Tôi nghĩ là nó rất là xứng đáng, vì lý do những cái bê bối của ông Bridgewater liên hệ tới người con, vì những cái chuyện dân chúng chán ngán cái đảng cầm quyền hiện nay mà ông Bridgewater là một trong cái đuôi tàu. Cái thứ ba nữa là cộng đồng Việt Nam mình rất hỗ trợ và nghiệp đoàn đứng sau lưng, tôi nói là còn gì hơn được nữa để mà không chiến thắng. Theo anh nghĩ như vậy thì cộng đồng người Việt Nam chúng ta thiên về ông Bridgewater hay là thiên về anh Bảo Nguyễn nhiều hơn? Nhắm mắt tôi cũng nói cộng đồng Việt Nam là thiên về anh Bảo Nguyễn nhiều hơn. Dạ, đúng vậy. Thế luật sư nhưng mà tôi không nghĩ là cái vấn đề như anh Bùi Mạnh Cường nói là người ta chán ngán đảng cầm quyền, nó không liên hệ gì đến cái cuộc bầu cử Ganro này hết. Yeah, không, người cử tri đi bầu họ không có nghĩ là đảng Dân Chủ Cộng Hòa, họ không nghĩ thì họ chỉ nghĩ cái chuyện đây là người trẻ, cho họ có cái cơ hội, đây là sự thay đổi. Ông này ông ở đó lâu lắm rồi, nhưng mà ông có cái bê bối này, thôi giờ cho người này có cái cơ hội, vậy thôi. Tất cả mọi người ta mà bên phía công đoàn, với dân, phía cái thành phần trẻ, bên phía đảng Dân Chủ, họ có cái cơ hội làm như vậy, họ làm như vậy thôi. Đó là cái sự chọn lựa của họ đó. Người Việt Nam mình có câu là con làm cha chịu. Nhưng mà anh trả lời, anh Lân trả lời tôi làm sao? Là năm 2014, ông Bridgewater có 11.000 phiếu. Nhưng mà 2010, tức là 4 năm về trước, là cái năm ông ấy lại có 20.000 phiếu. Nghĩa là sao? Anh thấy không? Cái số phiếu cũng giống như là phía bên người Mỹ. Những năm trước, nếu quý vị đếm lại cái lá phiếu của bên ông Jose Osorio, có thể tương tự với số phiếu của ông thị trưởng thành phố Santa Ana. Nó có 20.000 phiếu, trong khi 4 năm về trước nó gấp double như vậy. Nhưng mà cái trả lời cho vấn đề nó rất là đơn giản. Trong cái kỳ bầu cử vừa rồi không có cái gì hấp dẫn trong toàn quận Cam hết. Không có cái ý sự, không có cái dự luật nào, không có cái người nào mà hấp dẫn, thành ra nhiều người họ bầu chức vụ chức kỳ tính đến với thành phố không biết ai, họ không trả khéo ai, không bầu. Nghĩa là không bầu thì không bầu thôi. Nhưng người Việt Nam, chúng tôi cá nhân chúng tôi đã tham dự cái kế hoạch và vận động những người Việt Nam tham dự rất đông. Tôi nghĩ Việt Nam ra đi bầu, họ sẽ bầu cho người nào đó. Người Việt Nam không có đi bầu để mà bỏ trống cái đó. Cho nên người Việt Nam đi bầu đông, mà nhiều người khác họ không muốn bầu, họ bỏ bê, họ không bầu cho ai hết. Cho nên cái số phiếu nó, tổng số nó thấp, nhưng mà tỷ lệ của phiếu bầu người Việt Nam nó vẫn cao hơn. Thì anh Nguyễn Quốc Bảo được ảnh hưởng lợi ích là vì xin luật sư Lân cho một câu hỏi, câu trả lời rất ngắn. Chắc luật sư cũng biết có nhiều, trong một lần chúng tôi đã gặp nhau, luật sư đã đưa ra những cái truyền đơn để chống đối lại anh Bảo Nguyễn với cộng đồng người Việt, và những cái đài truyền hình cũng nói đến vấn đề anh Bảo Nguyễn rất nhiều. Thế thì cộng đồng người Việt có ảnh hưởng gì đến cái đắc cử của anh Bảo Nguyễn không thưa anh luật sư Lân? Tôi không nghĩ cái mailer của ông Bridgewater nói rằng anh Bảo là người thân cộng hay là bôi nhọ cộng đồng, nó không ảnh hưởng, nó không xâm nhập đến ai. Nhưng mình nên nhớ như thế này, cái quan điểm chung trên cộng đồng, trên báo chí, nó không phản ảnh chung cái quan điểm của đa số người cử tri. Những chuyện rùm beng biểu tình báo chí rồi lên án này nọ ở trên báo chí, nó không có phản ảnh những cái làn sóng thầm lặng của đại đa số các cử tri. Mà chúng ta thấy rõ trong cái cuộc bầu cử của giám sát viên Janet Nguyễn vừa qua, mà chúng tôi thấy được trong cái bầu cử vừa rồi, nghĩa là tôi nói cái vấn đề là đổ tội nhau là cộng sản không có ảnh hưởng lây độc nhiều với cái đa số các cử tri trong cái khu vực này. Cảm ơn luật sư. Kính thưa quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.